Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Samuel lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Saul, hôn người mà nói rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đã ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chen, trên bờ cõi xứ Benjamin tại Sết-sa. Họ sẽ nói với ngươi rằng: Những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về các ngươi, tự hỏi rằng: Phải lo liệu sao về con trai ta? Từ đó, ngươi sẽ đi tới, đến cây dẻ bột Tha-bô. Ngươi sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên đặng thờ lại Đức Chúa Trời. Một người chở ba con dê đực, một người đem ba ổ bánh, và người thứ ba đem một bầu da rượu. Chúng sẽ chào ngươi, và cho ngươi hai ổ bánh, mà ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng. Kế sau, ngươi sẽ đến Gibea Elohim, là nơi có một cái đồn của dân Philistine. Khi đã vào thành, ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đờn sắt, trống cơm, ống sáo và đừng cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Đoạn, hãy đi xuống trước ta đến Ginh-ganh, ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày, cho đến chừng ta tới. Bây giờ, ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Saul vừa xây lưng lìa khỏi Samuel, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Khi Saul đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Saul trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng: Con trai của Kích đã xảy ra làm sao? Saul cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Gibea đáp rằng: Mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng: Saul há cũng vào số các tiên tri ư? Khi Saul thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Chú Saul hỏi người và kẻ tôi tớ rằng: Hai ngươi đi đâu? Saul thưa rằng: Đi kiếm những lừa cái, và vì không gặp được, chúng tôi có cầu vấn Samuel. Chú của Saul tiếp rằng: Xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Samuel đã nói cùng hai ngươi. Saul thưa cùng chú mình rằng: Người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng lừa cái đã tìm được rồi. Nhưng Saul không tỏ gì về điều Samuel đã nói về việc nước. Samuel nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba, rồi nói cùng dân Israel rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Ta đã đem Israel ra khỏi Ê-díp-tô, ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ê-díp-tô và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi. Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: Xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, từ chi phái và từ hàng ngàn người. Samuel biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Benjamin được chỉ định. Người biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ hàng, rồi họ Macri được chỉ định. Đoạn Saul, con trai của Kích, được chỉ định. Người ta tìm Saul nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng:
còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp, kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sa-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Sa-mô-ên nói cùng cả dân sự rằng, các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng, nguyện vua vạn tuế. Sa-mô-ên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, Sa-mô-ên cho cả dân sự ai về nhà nấy. Sa-lơ cũng về nhà mình tại Gi-bê-a. Có những người dõng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người. Song có mấy người phỉ đồ nói rằng, hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Sa-lơ giả đò không nghe. Chương 11. Na-hách người Am-môn đi ra đến vây Gia-bê trong Ga-la-át. Cả dân Gia-bê nói cùng Na-hách rằng, hãy lập ước cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự ông. Na-hách người Am-môn đáp rằng, ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này: phải khoét hết thảy con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel. Các trưởng lão Gia-bê nói cùng người rằng, xin hãy cho chúng tôi 7 ngày đình chiến. Chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel. Nếu không ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi ra hàng đầu. Vậy những sứ giả đến Gi-bê-a thành của Sa-lơ thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Lúc ấy Sa-lơ ở ruộng trở về đi sau bò mình. Người hỏi rằng, cớ chi dân sự khóc như vậy? Người ta thuật lại lời các người Gia-bê đã nói. Vừa nghe tin này, Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Người bắt một cặp bò, xả ra từng miếng, gửi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao này: phàm ai không ra theo Sa-lơ và Sa-mô-ên thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên dân sự nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người. Sa-lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xét, có 300.000 người Israel và 30.000 người Giu-đa. Chúng nói cùng sứ giả đã đến rằng, hãy nói cùng người Gia-bê trong Ga-la-át, đến mai khi mặt trời đã nắng nóng thì anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thuật lại các lời này cho dân Gia-bê. Dân này lấy làm vui mừng và nói cùng người Am-môn rằng, ngày mai chúng ta sẽ đi ra cùng các ngươi. Các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải. Nhưng sáng ngày mai, Sa-lơ chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân Am-môn vừa lúc canh năm và đánh dân Am-môn cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tán lạc, đến đổi không có hai người chung nhau. Dân sự nói cùng Sa-mô-ên rằng, ai đã nói Sa-lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi. Nhưng Sa-lơ đáp, chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Sa-mô-ên nói cùng dân sự rằng, chúng ta hãy đi đến Ginh-ganh đặng lập nước lại. Cả dân sự đều đi đến Ginh-ganh. Tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập Sa-lơ làm vua. Tại đó chúng dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, Sa-lơ và hết thảy người Israel vui mừng khôn xiết. Chương 12. Bây giờ Sa-mô-ên nói cùng cả Israel rằng, ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Ta đã lập một vua trên các ngươi. Rày, vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi. Còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Vậy, ta đi, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng? Hành hung cùng ai chăng?
ta có nhận của hối lộ nơi tay ai, đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi. Chúng đáp rằng, ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Người tiếp rằng, Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức dầu của Ngài cũng chứng rằng, ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta. Chúng đáp, nguyện Ngài làm chứng cho. Sa-mu-ên nói cùng dân sự rằng, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập Mô-sê và A-rôn, đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vậy bây giờ, hãy ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va. Ta sẽ luận cùng các ngươi về hết thảy những việc công bình mà Đức Giê-hô-va đã làm cho các ngươi và cho tổ phụ các ngươi. Sau khi Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô, tổ phụ các ngươi có kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sai Mô-sê và A-rôn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô và lập họ ở trong chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ cho Sisera, tổng binh của Hát-so, cho dân Philistin và cho vua Mô-áp. Chúng nó đều tranh chiến cùng họ. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc những ba anh và ác tạc tê. Nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự Ngài. Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-an, Bê-đan, Giê-phê và Sa-mô-ên, Ngài giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù nghịch xung quanh các ngươi, và các ngươi đã ở được an ổn vô sự. Song thấy Na-hách, vua dân A-môn đến đánh các ngươi nói cùng ta rằng, không được, phải có một vua cai trị chúng tôi. Mà thật, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Bây giờ, kìa vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin. Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên các ngươi. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài. Nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi. Vậy bây giờ, hãy đứng tại đây, đặng xem việc lớn mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mắt các ngươi. Ngày nay, há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ làm sấm sét và mưa, để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi vì đã xin một vua. Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Sa-mu-ên lắm. Hết thảy đều nói cùng Sa-mu-ên rằng, xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết, vì chúng tôi đã thêm lỗi xin một vua vào các tội khác của chúng tôi. Sa-mu-ên đáp cùng dân sự rằng, chớ sợ chi. Thật, các ngươi có làm mọi điều ác này, song chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài. Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không chẳng có ích chi, cũng không biết cứu, vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Chính thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài, vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào. Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua các ngươi chắc sẽ bị diệt vong. Chương 16. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giê-su có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời,
mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng: hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? Lại há không nhớ 7 cái bánh cho 4.000 người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Bây giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Christ. Từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. Chương 17. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng 3 trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.
Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Giêsu lại gần rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ở trên núi xuống thì Ngài ra lệnh cấm rằng: Sự các người đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi con người từ kẻ chết sống lại. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Eli phải đến trước? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật, Eli phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Eli đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít. Khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ trải qua trong xứ Galilê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Khi đã đến thành Capernaum, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà thì Đức Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế. Xong le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Thi Thiên 73. Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy, sự kiêu ngạo làm cây kiền cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo. Mắt chúng nó lộ ra trong mở, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng, nói về sự hà hiếp cách hung ác. Chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gian. Vì cớ ấy, dân sự Ngài xây về hướng đó, và chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nó rằng: Làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch
và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luống công, vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Nếu tôi có nói rằng ta sẽ nói như vậy, ắt tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thể nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.